Giây phút chia tay, xúc động của cậu bé khi tạm biệt ông bà. Bị vợ phàn nàn nhiều vì hướng nhà, anh chồng xây ngôi nhà có thể tự quay. Liên Phượng xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Đời sống xã hội ngày hôm nay. Giây phút chia tay, xúc động của cậu bé khi tạm biệt ông bà. Đoạn video quay vào ngày 6 tháng 10 vừa qua tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã gây xúc động cộng đồng mạng. Trong video, cậu bé 10 tuổi khóc giàn giụa nước mắt khi kết thúc kỳ nghỉ và phải chia tay ông bà. Cậu còn ném lại tiền tiêu vặt của mình cho bà nội khi rời đi. Theo lời kể của người quay phim, cậu bé chính là người nhỏ tuổi và nghịch ngợm nhất trong gia đình, nhưng đã khóc nhiều nhất khi phải rời xa ông bà nội. Siete rosas en mi balcón, siete lágrimas en el jarrón, y el recuerdo de tu imagen en la ventana, y el silencio de tu voz. Bị vợ phàn nàn nhiều vì hướng nhà, chồng xây ngôi nhà có thể tự quay. Ngôi nhà độc đáo tại thị trấn Sơ Bắc, miền Bắc Bosnia có thể xoay quanh trục, cho phép những người ở trong nhà ngắm mọi quang cảnh xung quanh. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Von Skusik, 72 tuổi, đã mất 6 năm để hoàn thành xong tác phẩm này. Hiện nó đã trở thành một điểm thu hút mọi người đến tham quan. Đáng chú ý, động lực thúc đẩy ông tạo ra căn nhà là do bị vợ phàn nàn nhiều vì hướng nhà, ông nói. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những lời phàn nàn của bà ấy và việc thường xuyên phải sửa sang lại ngôi nhà của gia đình trong những năm qua. Vì thế tôi nói, tôi sẽ xây cho bà một ngôi nhà xoay để bà có thể quay nó tùy ý. Theo đó, ông ấy từng xây cho gia đình mình một căn nhà bình thường sau khi kết hôn và ông đã phải thay đổi thiết kế rất nhiều để chiều theo ý vợ. Đầu tiên, vợ ông muốn phòng ngủ của họ phải hướng về phía mặt trời và ông đã sửa lại. Nhưng điều này lại khiến phòng khách của họ đối diện với con đường mà bà Lubica, vợ ông không thích điều đó. Sau một thời gian, vợ ông lại phàn nàn rằng khi không thể nhìn thấy khách đi vào sân trước, nên ông lại phải mất rất nhiều thời gian thay đổi thiết kế và di chuyển tất cả các thiết bị. Khi một trong ba người con trai của ông kết hôn và đưa gia đình nhỏ của mình trở về sống cùng với cha mẹ, vợ chồng ông lại phải chuyển xuống tầng trệt và bà vợ lại muốn có thể nhìn ra ngoài theo ý muốn. Nhưng lần này, không đợi vợ thay đổi ý định, ông Kusik đã thành công làm một căn nhà khác. Ngôi nhà mới này của ông xoay quanh trục dài 7 mét với đủ các hướng quay và tốc độ mong muốn. Bà vợ có thể nhìn ra các hướng khác nhau để ngắm quang cảnh như cánh đồng ngô, những mảnh đất khu nông nghiệp, khu rừng, dòng sông và hướng về con đường làng. Ngôi nhà chính là một tượng đài tình yêu mà ông Kusik đã dành tặng theo vợ theo cách riêng của mình. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đời sống xã hội của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại cho TCT suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận phía bên dưới về nội dung của bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.